kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Việt Á mọc như nấm, đảng tốt hay xấu. Vụ Việt Á là vụ án lớn đầu tiên nổi lên sau đại dịch COVID-19. Vụ án này rất lớn về quy mô vì nó liên quan đến hầu hết các tỉnh thành trên cả nước. Nó phủ từ trung ương cho đến tận địa phương. Tuy nhiên, trong thảm họa dịch bệnh, bộ máy thối nát của chế độ này đâu chỉ nổi lên một vụ Việt Á, mà nó còn là vụ chuyến bay giải cứu. Về quy mô, vụ chuyến bay giải cứu không thua gì vụ Việt Á. Cục đăng kiểm như một Việt Á thứ hai. Tiếp theo, vụ chuyến bay giải cứu là vụ IEC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Đây là vụ án quy mô không kém và nó còn phức tạp hơn cả hai đại án liên quan đến dịch bệnh COVID-19. Vụ này có cả phần nổi và phần chìm. Phần nổi là án tham nhũng, hối lộ của IEC với các chính quyền địa phương có quy mô rất lớn. Tuy nhiên, phần chìm là phần mà chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam không muốn đề cập công khai. Đó là vai trò của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trong các thương vụ mua bán vũ khí với Israel. Tiếp theo ba vụ án trên thì đến vụ án Cục đăng kiểm. Vụ án này cho thấy quy mô sai phạm rộng lớn và ảnh hưởng tới toàn xã hội. Từ lâu nay, Bộ Giao thông Vận tải ra quy định về thời hạn đăng kiểm với thời hạn hết hạn rất ngắn, chỉ khoảng 6 tháng. Ngay cả với xe mới, những quy định vô lý này là cách để những trạm đăng kiểm kiếm những đồng tiền bất chính, nhưng lại dán mác đăng kiểm, rồi cho xe không an toàn lưu thông khắp nơi. Tiêu cực rộng khắp, cứ hễ công an kiểm tra đến đâu thì sai phạm bị lẩn ra đến đó. Vụ án này được ông Tô Lâm Tuân Sô, Trung tướng, người phát ngôn Bộ Công an Việt Nam ví von nó như vụ Việt Á thứ hai. Trong Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đang nổi lên vụ Việt Á. Thực ra cả bốn vụ án trên thì vụ nào cũng tương tự như vụ Việt Á về quy mô và mức độ bất nhân của nó. Mới đây, trước nghị trường Quốc hội, bà Nguyễn Thị Kim Thúy, đại biểu tại Đà Nẵng, phát biểu về lĩnh vực mà bà theo dõi nhiều năm nay, đó là việc xây dựng chương trình giáo dục phổ thông 2018 và chỉ đạo biên soạn xuất bản phát hành sách giáo khoa mới theo chế độ mà các nghị quyết của Quốc hội quy định. Đại biểu này đã cảnh báo Bộ Giáo dục và Đào tạo có ngày hối không kịp như vụ Việt Á. Thực ra, bên trong Bộ Giáo dục đã quá thối nát. Vụ án nhà xuất bản giáo dục hiện nay đang lắng xuống sau khi ông Nguyễn Xuân Phúc lợi dụng lúc bàn giao công tác Chủ tịch nước đã cài vào một câu cho thấy trước khi ông Nguyễn Xuân Phúc rời ghế thì Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xác định bằng văn bản là vợ ông Nguyễn Xuân Phúc, bà Trần Thị Nguyệt Thu không liên quan đến Việt Á. Sau đó, vụ án nhà xuất bản giáo dục có liên quan đến em họ ông Nguyễn Xuân Phúc chưa thấy đào sâu thêm. Hiện nay, Đảng Cộng sản đang ra sức bao biện rằng Đảng đang có nỗ lực làm trong sạch Đảng và không né tránh. Tuy nhiên, chống tham nhũng chỉ là phần ngọn. Còn phần gốc của vấn đề đó là Đảng đã làm gì để những ổ Việt Á cứ nổi lên không ngớt trong suốt bao nhiêu năm qua. Người ta nói phòng bệnh hơn chữa bệnh, phòng cháy hơn chữa cháy, bởi một khi đã để xảy ra cháy thì dù có chữa được thì một phần tài sản cũng bị thiêu rụi. Cách làm của Đảng Cộng sản Việt Nam là không phòng nhưng chống. Phòng tham nhũng quan trọng hơn thì họ không làm được. Họ chỉ ra sức chống rồi lấy thành tích chống đấy tự ca ngợi cho mình. Người ta ví Đảng Cộng sản là kẻ tự tay đốt nhà rồi múc nước để chữa cháy. Đảng quên rằng những ung nhọt như Việt Á cứ liên tục nổi lên là do chính họ tạo ra và dung dưỡng nó từ rất lâu. Họ đã tạo ra tham nhũng tràn lan, rồi họ lại đi chống tham nhũng. Họ lấy hành động chống tham nhũng ấy để mà đánh bóng cho chính mình. Không biết ông Nguyễn Phú Trọng quản lý Đảng Cộng sản Việt Nam như thế nào mà để nó mọc quá nhiều vụ Việt Á như vậy. Cây độc thì sinh ra trái độc. Hãy nhìn thành phần tham lam bòn rút của dân, chúng nhung nhúc như đàn kiến thì đủ biết rằng Đảng Cộng sản là một đảng độc hại. Một đảng độc hại mà nắm toàn quyền cai trị đất nước, mà đất nước này không nát mới lạ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Việt Á mọc như nấm, đảng tốt hay xấu đây. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de
kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bí thư Bình Định Hồ Quốc Dũng đang buồn dần. Truyền thông nhà nước cho hay vào ngày 30 tháng 5, lãnh đạo tỉnh Bình Định đã họp dân Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ, Hoài Nhơn để thông tin về dự án liên hiệp gang thép Long Sơn, dự kiến sẽ được xây dựng tại thôn này. Trong dự án này, người dân không được gì mà ngược lại họ còn mất mát rất lớn. Những kẻ nắm quyền cai trị đất nước này có rất nhiều kẻ buôn dân. Họ sẵn sàng đem tương lai của người dân ra bán cho doanh nghiệp để nhận được những khoản lót tay hậu hĩnh, từ đó mà cho con du học, mua xe, xây biệt phủ và gửi tiền ở nước ngoài. Vào năm 2021, công ty Long Sơn bị tỉnh Ninh Bình phạt 130 triệu vì làm ô nhiễm môi trường. Dự án thép Formosa được ông cựu bí thư tỉnh Hà Tĩnh đem về Vũng Áng với bao nhiêu ưu đãi, để rồi chính doanh nghiệp này đã xả thải độc ra biển, làm nhiễm độc cá chết kéo dài từ Hà Tĩnh đến tận Đà Nẵng, khiến hàng triệu ngư dân mất việc làm, ngành thủy sản bị tổn thương và bao nhiêu người bị nhiễm độc vì ăn phải cá độc, vì dùng muối độc của khu vực này, và hậu quả đến ngày nay chưa lường hết. Những thiệt hại này cũng không làm ai thống kê cho dân biết, đó là cách mà quan chức cấp tỉnh đã tự ý bán đi tương lai của dân để họ được hưởng lợi, được tham nhũng và nhận tiền lãi quả. Sau 7 năm vụ án Formosa, Bí thư tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng cũng lặp lại con đường buôn dân như ông Võ Kim Cự đã từng làm. Người dân thì thấp cổ bé họng, họ đang phải đấu tranh để bảo vệ môi trường sống cho mình, bởi nếu không đấu tranh thì ông bí thư tỉnh này sẽ đem tương lai của họ bán cho công ty trách nhiệm hữu hạn Long Sơn để dự án được thực thi. Ông Hồ Quốc Dũng cam kết miệng lấy được rằng tôi chịu trách nhiệm nếu nhà máy thép xả thải ra biển. Công ty trách nhiệm hữu hạn Long Sơn là một doanh nghiệp có vết đen về việc gây ô nhiễm môi trường. Vào năm 2021, công ty này đã bị Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Ninh Bình lập biên bản vi phạm vào ngày 26 tháng 4 năm 2021. Sau đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định xử phạt 130 triệu đồng. Chưa hết, vào năm 2022, công ty này cũng bị Ủy ban Nhân dân Thanh Hóa xử phạt hành chính số tiền 580 triệu đồng do vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. Vào năm 2022, công ty Long Sơn bị tỉnh Thanh Hóa phạt gần 600 triệu đồng vì làm ô nhiễm môi trường. Với một doanh nghiệp chuyên gây ô nhiễm môi trường như thế, ông Hồ Quốc Dũng dám đứng ra chịu trách nhiệm trước dân thì rõ ràng ông này hứa bừa. Ông hứa với mục đích là để bà con Lộ Diêu chấp nhận dự án này, chứ ông không hứa để thực hiện lời hứa. Giả sử như ông hứa và dự án này được thực hiện, rồi sau đó doanh nghiệp này xả độc ra biển, thì cùng lắm ông thực hiện việc xử phạt như hai tỉnh kia đã làm để thu tiền cho ngân sách, chứ ông có đứng ra đền bù về mặt kinh tế, sức khỏe và thể chất cũng như tinh thần cho người dân Lộ Diêu hay không. Thực tế thì quan chức Đảng Cộng sản Việt Nam nào mà không đánh quả để mà kiếm trác đút túi riêng. Chỉ dùng một lời hứa suông để bán đi tương lai của người dân, thu lợi cho bản thân, thì dại gì ông quan này không hứa. Bản chất của quan chức chế độ này là tư duy nhiệm kỳ. Cứ làm bừa, làm miễn sao mình có lợi, còn hậu quả cứ để đó diễn ra. Dù sau khi xảy ra hậu quả cũng là ở thì tương lai mà họ không còn đương nhiệm nữa. Có người cho rằng ông Hồ Quốc Dũng đang muốn ăn ốc ở nhiệm kỳ này, còn phân vỏ thì để cho người kế nhiệm của ông đổ thay. Lời hứa bừa của ông Hồ Quốc Dũng. Trò buôn dân kiểu này quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện rất nhiều. Ông Hồ Quốc Dũng giờ đây đang dùng lại chiêu bài như thế. Chưa có nơi nào mà người dân khốn khổ như người dân tại Việt Nam, quan chức nào cũng muốn đem tương lai của dân mình ra mà bán, để kiếm khoản lãi quả rất lớn. Họ bất chấp hậu quả người dân phải gánh chịu thế nào, bệnh tật ra sao, thậm chí dẫn đến chết chóc nhiều thế hệ. Hầu hết quan chức đều tìm một lý do hợp lý nào đấy để bao biện cho ý đồ của mình. Ở đây, ông Hồ Quốc Dũng lấy lý do tỉnh cần phát triển kinh tế. Tuy nhiên, phát triển mà không bảo vệ môi trường thì hại nhiều hơn lợi. Môi trường là vô giá, mà định giá đổi lĩnh đồng tiền bẩn thì đấy chính là cách họ chuyển sinh kế của người dân sang tay cho bọn chủ doanh nghiệp
và quan chức bẩn mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi trên truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa với bản tin Bí thư Bình Định Hồ Quốc Dũng đang buồn dần. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.